Thân mến, chào mừng các bạn học sinh lớp 9 đến với kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta bắt đầu phần cuối cùng của Unit 7, phần Language Focus. Phần này, đầu tiên chúng ta sẽ hướng đến ba cái ý chính nhỏ mà người ta muốn mình tiếp cận là một cái liên từ, những cái liên từ này các bạn nè. Và này, nhưng này, bởi vì này, hoặc là vậy nè, do đó nè, tuy vậy này, vân vân. Đây là những liên từ rất sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh, và việc của chúng ta là biết cách dùng nó như thế nào các bạn nhé. Cũng như những cái cụm từ này, những cái cụm từ này ví dụ là tên turn off, turn on, tắt này, mở này, rồi tìm kiếm này, là chăm sóc này, rồi tiếp tục là vân vân. Và đề nghị, chúng ta làm đề cách đề nghị. Đề nghị nó có nhiều cách như chúng ta đã được học rồi. Suggest cộng với verb in, hoặc là suggest cộng that, rồi cộng với một cái mệnh đề phía sau nên có should. Và từng bài tập một thì chúng ta sẽ thấy rất rõ cách chúng ta dùng ngôn ngữ như nào. Ví dụ như bài tập thứ nhất, người ta yêu cầu mình làm gì? Hoàn thành những câu phía sau, sử dụng cái liên từ, những cái liên từ đúng chính xác cho câu. Ví dụ như câu A, người ta cho mình chỉ hai liên từ thôi, liên từ and và or. Vậy thì việc của chúng ta là chọn cho đúng liên từ. Bây giờ các bạn để ý đây. Cái cô Quyên mua bỏng ngô, mua ngô, khoai tây. Mua ngô, khoai tây và cái này là bắp cải tại tại cái chợ đúng không? Vậy thì cái chỗ này là chắc chắn phải là liên từ and rồi, đúng không? Cái cô Quyên này cô ta mua ngô, khoai tây và bắp cải tại chợ. Chứ không bao giờ người ta bảo là cô Quyên mua ngô, khoai tây hoặc bắp cải tại chợ cả, đúng không? Cái chỗ hoặc này là không có nghĩa gì hết, nó không đúng ngữ nghĩa, được chưa các bạn? Cho nên là câu A ta chọn là and. Rồi câu B là thế này. And và but, hai cái này nó tương đối đối lập nha các bạn nha. Tôi thích chơi bóng chuyền. Rồi để trống. Tôi phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, một cái bài tập hay là một cái nhiệm vụ. Vậy thì tôi thích chơi bóng chuyền nhưng tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ, đúng không? Chứ không thể nói là tôi thích chơi bóng chuyền và phải hoàn thành một nhiệm vụ thì chẳng có ngữ nghĩa, ngữ nghĩa không đúng. Cho nên buộc phải dùng but chỗ này. Tôi thích chơi bóng chuyền lắm nhưng bây giờ tôi phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đó thì nó chính xác hơn, đúng không? Rồi, đó là câu B. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu C. Đây các bạn nhìn câu C đây. Nam bị ướt, nó có hai liên từ so, vì vậy và bị và bởi vì này các bạn này. Nam bị ướt. Rồi, chống. Anh ta quên mang dù theo, mang ô theo. Vì đương nhiên rồi, anh ta bị ướt bởi vì anh ta quên mang cái dù theo, đúng không? Do đó chỉ có là because. Chứ còn nếu chúng ta nói là nam bị ướt, vì vậy anh ta quên mang dù theo thì không đúng rồi, chắc chắn là đúng không các bạn? Rồi, do đó là ta chọn because. Rồi câu D. Hoa thi rớt bài kiểm tra môn toán. Rồi người ta cho hai cái, tuy nhiên hoặc là do vậy. Hoa thi rớt bài kiểm tra môn toán. Rồi cô ta phải làm lại bài test một lần nữa. Thế thì đương nhiên là do vậy rồi, đúng không? Hoa thi rớt bài môn toán, do vậy cô ta phải làm lại lần nữa. Chứ còn chỗ này nếu mà chúng ta nói là hoa thi rớt môn toán, tuy nhiên cô ta phải làm lại thì chẳng đúng, đúng không nào? Rồi vậy là phải chọn là therefore. Câu E thì sao? Câu E thì bạn có muốn cái gì các bạn? Muốn trà Việt Nam và trống trà sữa. Bạn có muốn trà Việt Nam và trà sữa? Một câu hỏi không ra gì hết. Đây là câu hỏi. Vậy chắc chắn là phải nói là bạn có muốn trà Việt Nam hay là trà sữa, đúng không nào? Nào vậy là O. Vậy thôi. Rồi câu F. Câu F này các bạn. Trời đang mưa. Đây người ta cho hai cái. Vì vậy và tuy nhiên. Vì vậy và tuy nhiên. Trời đang mưa, tôi không thể đi đến bãi biển. Được chưa? Do vậy thì ta phải nói là trời đang mưa, do vậy tôi không thể đi đến bãi biển được. Cho nên phải chọn so thôi. Chứ nếu chỗ này ta bảo là trời đang mưa, tuy vậy tôi không thể đến bãi biển, chẳng có ý nghĩa gì hết, chẳng có liên từ, chẳng có hợp lý gì hết, đúng không? Cho nên không thể chọn however chỗ này được. Tương tự vài câu G. Các bạn nhìn câu G đây. Những cái sở thích của ba là chơi bóng đá. Chơi bóng đá rồi mở đơn. Sưu tầm tem. Và hoặc là hoặc. Thì chắc chắn chỗ này là qua rồi.
Những cái sở thích của ba là chơi bóng đá và sưu tập tem, đúng không? Rất dễ đúng không? Và end đây. Và câu cuối cùng này. Na thì rất mệt. Rồi, ta để trống. Cô ta phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi cô ta đi ngủ. Nga rất mệt. Do đó, Nga phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi đi ngủ. Không đúng. Không thể therefore được. Mà buộc phải là however. Mặc dù thì Nga rất là mệt. Tuy vậy, cô ta vẫn phải hoàn thành bài tập trước khi ta đi ngủ. Đúng không nào? Phải là however. Nga rất mệt. Tuy vậy, cô ta vẫn phải hoàn thành bài tập trước khi đi ngủ. Rồi, như vậy là cái phần 1 này rất là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần 2. Cái phần 2 đây. Hoàn thành những câu. Hoàn thành những câu đây. Những câu dưới đây. Và sử dụng hình thức đúng của động từ trong trong cái hộp này. Đó, được chưa? Nhìn vào những bức tranh đây. Nhìn vào bức tranh này để chúng ta hoàn ta sử dụng cho đúng, ta làm cho đúng từng câu một nha. 6 câu, được chưa? 5 câu hay 6 câu? 5 câu thôi. 5 bức tranh là 5 câu thôi, được chưa? Rồi, bây giờ bức tranh thứ nhất nè. Bạn này đang chăm sóc em bé này. Đây, bạn Hạnh này. Bạn Hạnh này các bạn này. Hạnh không thể đi xem phim với chúng ta tối nay được. Cô ta sẽ phải làm gì với em gái bé nhỏ của cô ta? Làm gì với em gái bé nhỏ này? Với em bé bé nhỏ của bạn này. Chăm sóc đúng không? Bạn Hạnh phải chăm sóc em bé bé nhỏ và bạn không thể đi xem phim với chúng ta tối nay được. Thì phải là tìm từ chăm sóc. Sẽ phải chăm sóc. Từ nào chăm sóc trong năm từ này? Chắc chắn rồi. Look after. Look after là chăm sóc. Rất dễ đúng không? Phải chọn look after. Rồi, câu B thì sao các bạn? Câu B này. Nếu chúng ta, rồi, bỏ trống chỗ này, lãng phí nước thì sẽ có sự thiếu hụt nước sạch trong vài thập kỷ tới. Như vậy là chỗ này chúng ta phải tìm một từ giống như là nếu chúng ta tiếp tục việc lãng phí nước thì sự thiếu hụt nước sạch sẽ xảy ra trong vài năm, vài thập niên nữa, vài thập kỷ nữa. Vậy thì chắc chắn là tiếp tục đúng không? Còn là tiếp tục này. Nếu chúng ta tiếp tục lãng phí nước, đó đó đó, được chưa? Rất dễ đúng không? Chỗ này chọn còn. Rồi câu C. Tôi nghĩ tôi đã làm mất cái cây viết mới của tôi. Và tôi làm gì đó khắp mọi nơi, nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Vì chỗ này là tìm kiếm đúng không nào? Tôi làm mất nó nhưng tôi tìm kiếm mọi nơi nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Vậy tìm kiếm từ nào tìm kiếm? Đây, look for. Look for. Tôi làm mất nó và tôi đang tìm kiếm nó mọi nơi nhưng tôi không thể thấy được. Đó là tìm kiếm, look for. Vậy thì bây giờ còn hai cái từ này thôi, turn on và turn off. Rồi, turn on là sao? Đài chỗ này, TV for me. Làm gì TV đấy cho tôi? Bạn sẽ làm gì để mở TV hay tắt TV giùm tôi? Tôi muốn xem dự báo thời tiết. À, vậy là bà đây, bà muốn cháu mở TV cho bà để bà xem dự báo thời tiết, phải buộc phải chọn turn on đúng không? Cháu vui lòng mở cho bà TV đi, mở cho bà TV, bà muốn xem dự báo thời tiết. Ok, đúng chưa nào? Rồi vậy câu cuối cùng chỉ còn là turn off, là tắt thôi. Đây nè, turn off, tắt vòi nước này, nước chảy lên đá chắc chắn rồi. Đây, cô Yên quên tắt vòi nước khi cô ấy vừa rời nhà đi làm, đúng không? Rất dễ đúng không? Rồi, turn off. Rồi, như vậy là cái bài tập số 2 này cũng rất là dễ các bạn nha. Đó, bài tập số 2 rất là dễ. Sang cái bài tập số 3. Bài tập số 3 thì các bạn để ý đây. Lớp của bạn muốn giúp người nghèo, được chưa? Trong lớp của bạn muốn giúp người nghèo ở hàng xóm á, bên cạnh cái những người nghèo hàng xóm bên cạnh cái trường của các bạn đó. Và những cái ý tưởng dưới đây có thể giúp bạn này. Ví dụ thế này các bạn nha. Đây. Đây là ví dụ mẫu người ta này. Tôi đề nghị tập hợp hay là thu thập một ít tiền để ủng hộ người ta đó, ủng hộ người nghèo đó, người nghèo này, đó, người nghèo này. Được chưa các bạn? Đó, đây là cái đề nghị và đây là những cái này nó gửi cho chúng ta đây. Thì những cái ý tưởng này nó sẽ giúp chúng ta này. Ví dụ như ta sẽ tập ta đã quyên góp một ít tiền để ủng hộ người nghèo này và chúng ta thu thập những cái quần áo đã không còn sử dụng nữa này, cũng để giúp người nghèo này. Và chúng ta tổ chức một cái show để quyên góp tiền này, một cái show diễn để quyên góp tiền ủng hộ người nghèo này, và dạy những đứa trẻ nghèo, dạy học cho những đứa trẻ nghèo này, vân vân này, và cũng như là giúp đỡ những người nghèo và những thương binh đó,
trong cái những cái việc nhà của họ đó các bạn. Đó, thì đây là những cái gợi ý của chúng ta để chúng ta làm tốt những cái đề nghị, được chưa? Đó, các bạn để ý nha. Tương tự như vậy, ở cái phần bài tập B này cũng thế các bạn, nó cũng dễ thôi. Là người ta muốn mình làm những cái đề nghị, ví dụ như cái người bạn của mình là muốn cải thiện tiếng Anh của họ, muốn giỏi tiếng Anh lên á, thì những ý tưởng dưới đây có thể giúp mình đề nghị họ nè. Ví dụ như là tôi đề nghị bạn nên chăm chỉ hơn trong cái việc phát âm của bạn đó. Để bạn muốn giỏi tiếng Anh lên, bạn chăm chỉ phát âm lên. Và tôi đề nghị bạn nên viết những câu với nhiều từ mới, những nhiều từ mới, vân vân. Hay tôi đề nghị bạn là nên nói tiếng Anh trong lớp nhiều, hoặc là mua một cuốn từ điển tốt, hoặc là đọc truyện mỗi ngày, vân vân. Như thế có nghĩa là dựa vào những cái cấu trúc đề nghị đó các bạn, những cấu trúc đề nghị trong các video trước ta nói rồi đó, thì nó rất là dễ để chúng ta làm những cái phần này. Đơn giản thôi các bạn nha. Rồi, như vậy là trên đây là toàn bộ cái hướng dẫn, những cái video hướng dẫn học tiếng Anh lớp 9 của Unit 7 này. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo ở Unit 8, 9, 10 vân vân. Và hẹn các bạn ở những cái chuyên đề đặc biệt khác, ví dụ như kiểm tra hay là thi hay là những cái chuyên sâu ngữ pháp nữa. Rồi bây giờ chào các bạn và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối vui.